Dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 6 tháng 9 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bà con tầm lan về được một cái lô lan quế trắng tháng 8 ở vùng rừng Kon Tum, rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái mùa này là cái mùa của lan quế trắng tháng 8 nha mọi người. Đấy, thì cái mùi hương thơm nồng nàn thì quyến rũ cho cái những người đi tầm lan nha mọi người. Đấy thì hương thơm ngào ngạt và hoa đẹp nữa. Đấy thì dẫn lối bà con đi đến nơi và sưu tầm hái về được cái những cái giò lan quế trắng rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng lá xếp nha mọi người. Đấy. Rồi thì nói chung mình cũng thấy cảm giác là khi mà đi hái mà vừa thưởng thức cái bông hoa nó nở trên cành cây luôn á thì nó rất là thú vị nha mọi người. Đấy thì nói chung bà con chắc cũng đam mê vấn đề này nên nhắm vào cái mùa hoa này để tìm được nha mọi người. Đấy thì cảm giác hái hoa trên cành nó thích nha mọi người. Đấy. Cộng cái dòng quế trắng này hoa rất thơm nha mọi người. Đấy. Rồi thì toàn bộ hôm nay là cái lan quế trắng ở vùng rừng Kon Tum em á là hoa nó màu điểm hồng rất đẹp nha mọi người. Đấy thì có cái dòng quế trắng là nó chỉ trắng xanh. Đấy. Còn này thì mọi có thể thêm cái loại lan nở vào dịp tháng 8 nữa mà có hoa có điểm hồng. Đấy, và mọi người về sưu tầm thêm cái dòng quế trắng nó đa dạng phong phú nha mọi người. Đấy. Rồi thì hôm nay hàng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, hàng quế xếp không? Đấy. Và thêm cũng cho về một khá đấy, chia ra hết rồi. Đấy, cân đối từng cái hình một. Đấy thì có chú anh chị nào xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Đấy. Rồi, tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi trước khi vào quay chi tiết em sẽ giới thiệu kênh của em nha mọi người. Rồi kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi trong người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi, thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người khi nhận cái hàng thì chỉ thanh toán 30k ship thôi, cộng tiền hàng là được rồi nha mọi người. Đấy. Rồi. Rồi thì hôm nay bên em tiếp tục chia sẻ cái sản phẩm chè da rừng nha mọi người. Đấy. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi cái sản phẩm này thì là sản phẩm do nhà em tự trồng và tự chế biến thành cái dạng trà uống nha mọi người. Đấy thì cái này mọi người chỉ việc về đổ vào trong bình hãm trà, để mọi người pha nước sôi thật nóng, mọi người đổ vào hãm và nó ra trà là uống được nha mọi người. Đấy. Rồi thì như một khi thôi, cô chú anh chị mà mua lan nếu mà có nhu cầu mà dùng thử này, đấy thì em sẽ tặng miễn phí một gói như thế này 100g nha mọi người. Đấy mọi người về dùng thử nếu được ok nếu có, thì mọi người có thể mua ủng hộ em. Đấy. Rồi, đó là một bì 100g, cái này cũng rất là nhiều nha mọi người. Đấy, 100g thế này này. Đấy, cái này thì cái dạng em nó em không có ấy nè, đấy cũng có cái dạng này cũng 100g nhưng mà nó em kích hút chân không lại nên nó ấy lại nha mọi người. Đấy, khá nhiều. Đấy, khi mọi người rã cái gói này thì nó sẽ ra như thế này nha mọi người. Rã cái này này, đấy, rã cái hút chân không này nó sẽ ra như thế này, rất là nhiều nha mọi người. Cái này là bị nén lại nên nhìn nó như thế nha mọi người. Đều là 100g hết. Đấy. Mọi người đã nén thì nó sẽ ra như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi thì em cũng đã chia sẻ cái sản phẩm này rất là nhiều thời gian qua thì cũng tính năm được rồi nha mọi người. Đấy thì cô chú anh chị dùng về thì có tác dụng rất là rõ rệt nha mọi người. Đấy, phản hồi là em rất là tích cực. Thì các triệu chứng về như ở chua này, đấy, trào ngược này, rồi no hơi rồi ăn không ngon, khó tiêu rồi này kia thì đều cải thiện hết nha mọi người. Thì cái cây thuốc nam này, đấy, chè da rừng này đã được các công trình khoa học nghiên cứu rất là nhiều rồi nha mọi người và đã ứng dụng rồi. Đó nên mọi người yên tâm, cái này thuộc dạng cây lành tính, nó không có tác dụng phụ và không có độc tố nha mọi người. Đó nên mọi người yên tâm sử dụng. Cái này nhà em làm hoàn toàn sạch. Thì cái gì mà liên quan sức khỏe thì mình phải làm cho đảm bảo chất lượng nha mọi người. Đấy. Chung là mọi người sử dụng rồi thì mọi người biết. Đấy, còn của chú anh chị nào chưa sử dụng thì mọi người có thể dùng thử. Đấy thì em khuyên mọi người về dạ dày thì nên sử dụng cái sản phẩm này, nó vừa lành tính nghiêng về đông y, mang tính bền vững và nó có lợi cho sức khỏe mình nha mọi người. Đấy. Rồi thì
Còn có chú anh chị nào mà chưa mình dùng rồi thì mua, em vẫn đang bán lẻ 100g thì 20.000 này đấy, rồi 200g thì 40.000 nha mọi người, đó rất nhiều nha mọi người đấy. Loại 500g 100.000 nha mọi người. Đây một bị rất là to như thế này nè, mọi người về đổ ra dùng lâu lắm nha mọi người, mỗi lần dùng nắm nhỏ nhỏ cũng được đấy. Uống đó nhà thì pha ít, còn uống đậm thì pha thêm đấy, cũng rất là nhiều trong này nha mọi người. Rồi thì về cái giá này đấy, em miễn phí ship trên 1kg nha mọi người. Đấy, 1kg trở lên đấy, giá 200.000. Em miễn phí ship, còn lại dưới 1kg thì mọi người mua trong mua theo cái giá là 100 đó, em có giá sẵn rồi cộng phí ship nha mọi người. Nói chung là mọi người mua 1kg trở lên thì em sẽ miễn phí ship cho mọi người, rồi nhận đóng gói theo yêu cầu khách hàng nha mọi người. Đấy. Rồi mọi người có thể tham khảo thêm nha mọi người. Rồi riêng cái sản phẩm chày dây rừng này thì em sẽ chia sẻ riêng trong cái thời gian tới nha mọi người. Đấy, rồi em sẽ làm nha. Đấy. Rồi. Mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chày dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi thì như một khi em sẽ giới thiệu từ trang xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi thì các hàng này là hàng quế trắng xếp đấy nha mọi người, cây rất đẹp. Rồi trước khi bà quay thì mùa này cũng cây đang hoa này. Đấy. Rồi thì đây mọi người thấy luôn, đây có hoa sẵn. Cây dòng quế này thì trắng thì vẫn trắng này, đó. Cái chỗ này này trắng thì trắng tinh luôn, này trắng tinh luôn này. Đó, nhưng mà cái cúng hoa này, cúng hoa đằng sau này, đó, thì nó cúng màu hồng nha mọi người, đây các cúng cánh này màu hồng này, đằng sau màu hồng này, đó, rồi nó điểm thêm cái này này, đó. Hoa cực kỳ thơm nha mọi người, đấy, hoa màu hồng rất nhiều này. À, tại vì trên thân của nó có sắc tố màu hồng hồng trên lá này nha mọi người, đó, lá này đó, nó không có trắng không có xanh hẳn nha, xanh trong hẳn luôn, mà có cái sắc tố này nó ra màu hoa như thế này nha mọi người. Mọi người có thể sưu tầm thêm trong này, cái hoa cực kỳ thơm, thơm nồng nàn quyến rũ luôn nha mọi người. Rồi quế trắng thì dòng Vanda để gió cho hoa như thế này, mọi người trồng thòng xuống thì nó cho hoa thòng xuống, mọi người trồng đứng lên thì nó vẫn đấy, nó thòng trồng chậu cũng được, lắp lũ cũng được, đấy, kiểu gì cũng được nha, tùy theo nhu cầu và sở thích của mọi người, đấy, chung là mỗi người mỗi đam mê, mỗi cách chơi mà, đấy. Rồi, đó là quế trắng tháng 8, đấy, hình số 1 này, đấy, hình này là hình nguyên bản thôi, 150 cho 4 nguyên bản, cái này thì mẫu hoa của cây này này, đó, thì nó như thế ra hoa như thế này nha mọi người, đấy, cái này cây mẫu hoa, đó, thì cái dòng quế trắng ở vùng mềm thì nó như thế nha mọi người. Xong rồi thêm sưu tầm thêm, đây là cây đầu tiên này, nguyên bản đầu tiên nha mọi người, đó, lá xếp nha mọi người, đó, lá xếp rất đẹp này, đó, thì lá có nói như thế này thì nó sẽ ra hoa màu hồng đậm nha mọi người, đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đó, cây số 2 nha mọi người, đây là một cây nguyên bản này, cái thằng này thì nó trong lá hơn, khả năng là ra hoa màu trắng xanh, đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này, đó, thì thằng này cũng pha màu ấy này, đây, nguyên bản luôn. Đó, một cây nguyên bản cũng có hai ngọn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3. Rồi cây này là một cây sếp nha mọi người. Đó, cây sếp cũng rất đẹp. Đấy, nguyên bản của nó luôn này. Đấy. Rất đẹp nha mọi người. Rồi nguyên bản luôn, mọi người bị việc đặt chậu thôi. Đấy, không cần phải ghép nữa. Đấy, cái đằng này nó ra hoa rồi nha mọi người. Đấy, hoa rất dài. Rồi, bốn cây nguyên bản hình số 1 nha mọi người. Đấy, hình này là 150. Rồi bốn cây nguyên bản lá sếp này. Đó. Rồi hình một số 1 150 nha mọi người. Đây. Này là để mẫu hoa thôi. Rồi tiếp theo là đến hình số 2. Hình số 2 là 100.000 cho hai cây lớn thôi. Đấy thì cái thằng này là một cái cây lớn này. Đây. Rồi, cây lớn thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đấy, mày bông con nha mọi người. Đó, cây thuộc dạng cây to khỏe. Đấy, mọi người về ghép cái này kia tùy vào cái thế của nó mà mọi người ghép nó này. Ngọn nó vẫn đi rất khỏe nha mọi người. Đó. Quả hoa thì rất dài rồi, những cây to khỏe này này quả hoa rất dài. Đấy. Thêm cây con này, mọi người về trồng cái này kia thì con nó nứt ra trên thân này rất là nhiều nha mọi người. Đó. Rồi cây lớn nhất đầu tiên. Tiếp theo là cây số 2 này. Đó, dòng quế xếp nha mọi người. Đấy, ra quả hoa rất dài nha mọi người. Này càng ra hoa có trái rồi. Đấy, dòng này thì hoa trên cái thân này nó có sắc tố ấy nên màu hoa nó đỏ hồng mọi người. Rồi hai cây lớn nha mọi người, hình này hình 100.000 cho hai cây, hình số 2. Tiếp theo là đến hình số 3, 100.000 cho hai cây lớn luôn. Rồi, đây là cây đầu tiên này, ra vào hoa rất dài nha mọi người. Đó.
thì thuộc dòng xét nha mọi người. Đấy, mọi người về cứ trồng ở này kia thì trên ngọn này nó sẽ tiếp tục đi ngọn này. Đó, các lá nó nấp ở trong này mọi người. Đó. Thì nếu mà cái cây nó ngọn ảnh hưởng gì thì nó tự khắc những cái nách lá này nó lên cây con mới nha mọi người. Còn những lá chăng này thì thuộc dạng lá ra già thì mọi người có thể bỏ đi cũng được. Đấy, lá nó rộng hết thì rễ nó sẽ ra thôi nha mọi người. Đó. Mình chẳng có vấn đề gì hết. Đấy. Đó, tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Đây mọi người thấy không? Cái ngọn của nó có vấn đề gì này? Đây là nó cây con tự động ra này, nó ra cả đống luôn mọi người. Một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này. Đó. Nên khá là hay. Đấy, không có ngọn thì nó sẽ ra cái ngọn mới nha mọi người. Em người về ghép này kia thì nó lên ổ cây như thế này, một ngọn rất đẹp nha mọi người. Cây lớn nha mọi người. Cây những cây này vừa hoa rất là khỏe nha mọi người, to. Rồi, hai cây lớn nha mọi người. Hình này là hình số 3. Đấy, 100.000. Đấy mọi người chủ yếu lấy giống này. Cái giống cây to khỏe này, bởi sau mọi người trồng nó sẽ thấy sự tuyệt vời của những cái cây như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 4 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho ba cây lớn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đó. Cây to này và hoa rất dài này. Đó. Rồi đây mọi người chú ý này, các ngọn như thế này bởi sau mọi người về trồng nó lên cái ngọn mới, nó đẹp lắm nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cây xếp nha mọi người. Đây lá xếp và hoa rất dài. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, dòng quế xếp nó rất đẹp nha mọi người, ra vượt hoa rất dài luôn. Đó. Rồi ba cây lớn nha mọi người. Đó, ba cây lớn quế xếp hình số 4 này, đây 100.000 luôn. Rồi tiếp theo là đến hình số 5, hình số 5 là 100.000 cho ba cây lớn này. Rồi đây là cây đầu tiên. Đấy, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này. Đó, lấy được hai cây con nha mọi người. Đấy, hai cây con này bông con rất đẹp, mọi người về ghép nó lại. Đó. Ngoài tự nhiên thì mọc đủ các kiểu hết nè. Rồi tiếp theo là cây số 2, đấy, cây xếp rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi nguyên một cây lớn đẹp luôn. Rồi tiếp theo là cây số 3, đấy, 3 cây nha mọi người. Hoa cũng khá dài, cây lớn nha mọi người. Đấy, những cây như thế này thì rất là khỏe. Đấy. Rồi 3 cây nha mọi người, đấy, hình số 5, 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 6, 100.000 cho 4 cây xếp lớn này. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó, cây xếp rất đẹp nha mọi người, mọi người về ghép nó lên là ok thôi. Đấy. Những cây này là hoa nó sẽ đậm như vậy. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đó, sắp tối như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này, đó, 4 cây nha mọi người, ngọn nó ấy thì nó lên ngọn mới này. Đó, cây này cũng rất đẹp nha mọi người, vòi hoa nó này, đấy, hoa rất là sai nha mọi người, vòi hoa rất dài. Hoa thơm cực kỳ luôn nha mọi người, quế này thơm lắm. Rồi hình số 6 100.000 4 cây. Tiếp theo là đến hình số 7 100.000 cho 4 cây xếp lớn luôn. Ở đây là cây đầu tiên này, đó, có cây mẹ bồng con nha mọi người, này rất đẹp. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đó, này mọi người về cái trồng thì chủ yếu là cái lá cây ngọn này, này. Đó, là nó sẽ lên nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy mọi người thấy không? Nó lay nó cây con nó lay liền nha mọi người. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Rồi 4 cây hình số 7 100.000. Tiếp theo là đến hình số 8 100.000 cho 4 cây xếp lớn này. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Này mẹ bồng con nha mọi người. Đó. Hay xếp rất đẹp nha mọi người. Rồi hình số 8 nha mọi người, hình số 8 100.000 cho 4 cây. Tiếp theo là đến hình số 9 nha mọi người, hình số 9 100.000 cho 4 cây xếp lớn luôn. Rồi đây là cây đầu tiên nè. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 nè. Rồi tiếp theo là cây số 3 nè. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy, dòng này mọi người về chơi rễ rất đẹp nha mọi người. Nó ra rễ nhìn rất là to khỏe và đẹp nha mọi người. Đó. Rồi hình số 9 100.000. Tiếp theo là đến hình số 10. Hình số 10 100.000 cho 5 cây xếp lớn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, thì ngồi tự nhiên nó mọc cái thế vặn như thế này nha mọi người. Mà lên vòi hoa rất đẹp này. Đấy. Hoa cực kỳ to nha mọi người. Đấy, hoa to luôn. Đấy, hoa to thơm. Đấy, cái này mọi người thấy không? Hoa điểm hồng nha mọi người. Đấy. Đó, các cúng bài là cái mũ của nó cũng hồng này. Đấy, khá là hay nha mọi người. Đó, nó vặn như thế này. Ngọn ấy lên một ngọn mới ra hoa nha mọi người. Đấy, khá là hay. Đấy, thế vặn này, cái vặn đẹp. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó.
Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, rồi tiếp theo là cây số 5 nha mọi người. Đó, 5 cây. Hình số 10 nha mọi người, đó 5 cây 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 11 100.000 5 cây luôn. Đây là cây đầu tiên này. Đó. Trên thân nó nhiều sắc tố này thì nó hoa nó sẽ hồng nhiều hơn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, này mẹ bồng con này. Đấy. Xếp hết nha mọi người, cái dòng lá xếp rất đẹp. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Thì ngọn bên này nó bị về thì nó sẽ lên ngọn mới. Đấy. Rồi đó là quế nha mọi người. Đấy. Cái tháng 8. Hoa rất đẹp và thơm nha mọi người. 11 100.000. Đó là quế trắng. Rồi, tiếp theo là đến hình số 12 nha mọi người. 12 100.000 cho 7 cây xếp. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, cũng rất đẹp nha mọi người. Sắc tố nó trên này, lá rất nhiều. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, xếp số 3 này. Rồi xếp số 4 này. Đó. Rồi số 5 này. Đấy. Rồi số 6 này. Đó, người về trồng lấy mới thì nó em người cần chú ý dưới trồng cây này. Đấy. Rồi cây số 7. Đó. 7 cây nha mọi người. Đây 7 cây quế trắng. Đấy, hình số hình số 12, đấy 100.000. Và tiếp theo là đến hình số 13, 100.000 cho 7 cây luôn. Và đây là cây đầu tiên này, xếp đầu tiên này. Tiếp theo là cây số 2 này. Và tiếp theo là cây số 3 này. Và tiếp theo là cây số 4 này. Và tiếp theo là cây số 5 này. Và tiếp theo là cây số 6 này. Đó. Và tiếp theo là cây số 7 này. Đó, 7 cây nha mọi người. Đây ra bờ hoa rất dài. Rồi 7 cây quế xếp nha mọi người. Đấy hình số 13, đấy 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 14, 100.000 cho 7 cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này, nếu mọi người thấy không? Lá của nó tím cái này kia thì hoa của nó hồng rất nhiều nè. Đó. Đó, khá là hay nha mọi người. Đấy, từ cúng lá rồi đến đây này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, hoa điểm hồng đó nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Tiếp theo là cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Đấy. Rồi cây số 6 này. Đó. Cây số 7 này. Đó, thì mọi người thấy không? Nó có ngọn lên sẽ lên cái ngọn mới liền rồi. Rất là đẹp này. Đấy. Trong veo luôn nha mọi người. Đấy. Rồi. Hình số 14 nha mọi người. Đấy 100.000. Và tiếp theo là đến hình 15. 100.000 cho 7 cây xếp luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó. Nhiều sắc tố này. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Và tiếp theo là cây số 3 này. Cái này được một cặp luôn nha mọi người. Đó, quá đẹp. Và tiếp theo là cây số 4 này. Đó. Tiếp theo là cây số 5 này. Và tiếp theo là cây số 6 này. Và tiếp theo là cây số 7 nha mọi người. Đó, 7 cây này. Nó ra bờ hoa rất là dài luôn nha mọi người. Đó, hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa tinh khâu luôn. Rồi. Hình số 15, 100.000 cho 7 cây xếp nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 16, 100.000 cho 7 cây luôn. Ở đây là cây đầu tiên nè. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, xếp hết cho mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó. Rồi cây số 5 này. Rồi cây số 6 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha mọi người. Đó, 7 cây quế xếp. Hình số 16 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 17. 100.000 cho 7 cây xếp luôn. Ở đây là cây đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là cây số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Đó, vòi hoa rất dài nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Đó, 7 cây nha mọi người. Đấy. Rồi 7 cây với xếp nha mọi người. Hình 17. Tiếp theo là đến hình 18 nha mọi người, 100.000 cho 12 cây. Đây là cây đầu tiên này. Tiếp theo là cây số 2 này. Tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 8 này. Đấy, lành cây con mới đấy nha mọi người. Đấy. Cây số 9 này. Đó.
Cây số 10 này. Đó. Cây 11 này. Rồi cây 12 nha mọi người. Đấy. Cái dòng này mọi người yên tâm, đấy, cái dòng này nó như thế này nhưng mà vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Thấy mọi người về chăm này kia thì nó sẽ ấy thôi. Đấy. Nhỏ mà nó vẫn ra hoa bình thường như cây này này, đó, hoa liên tục luôn này. Đấy. Nhờ cái giống của nó như thế này. Đấy. Giống của nó như thế thôi. Mọi người chăm ổn định thì đủ năng lượng thì nó ra hoa thôi, hình 18 100.000. Và tiếp theo là đến hình số 19, 100.000 cho 20 cây xếp nhỏ nha mọi người. Đây là cây đầu tiên này. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy, những cây nhỏ nhưng mà nó đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này, rất đẹp này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi cây số 7 này, này một cặp luôn này. Rồi cây số 8 này. Cây số 9 này. Đó, cây số 10 này. Đó, cây số 11 này. Cây số 12. Cây số 13 này. Cây số 14 này. 15 này. Đấy. 16 này. Rất đẹp rồi. 17 này. 18 này. 19 này. 20 này. Đấy, này mọi người về ghép lên một cái lũa đều nhau này kia và sau nó bám vào này kia là đẹp nha mọi người. Rất là nhiều ngọn. Mọi người mua những cái như thế này thì rất là có lợi nha mọi người, được nhiều ngọn hơn. Đấy. Hình 19 100.000 cho 20 cây xếp nhỏ. Tiếp theo là đến hình 20, 100.000 cho 20 cây xếp nhỏ luôn. Ở đây là cây đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi cây số 4 này. Đó, nhỏ mà nó đẹp nha mọi người. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Đó. Cây số 7 này. Đấy. Cây số 8 này. Cây số 9 này. Cây số 10 này. Đó. Cây số 11 này. Đó. Cây số 12 này. Rồi tiếp theo là cây số 13 này. Đó. Cây số 14 này. Đấy, bồi hoa này, bồi hoa này. Đấy. Cây số 15 này. Cây số 16 này. Đây một cặp nha mọi người. Đấy. Cây số 17 này. Đó. Cây số 18 này. 19 này. Rồi 20 cây nha mọi người. Đó. Rồi hình 20 100.000 nha mọi người, loại 20 cây. Tiếp theo là đến hình số 21 nha mọi người. Đấy. 100.000 cho 20 cây nhỏ luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, cây đầu tiên này. Tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, cây nào nó cũng có thế của nó hết nha mọi người. Tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi cây số 6 này. Đấy, cây đẹp nha mọi người. Rồi cây số 7 này. Cây số 8 này. Rồi cây số 9 này. Cây số 10 này. Cây số 11 này. Cây số 12 này. Cây số 13 này. Cây số 14 này. Cây số 15 này. Rồi cây số 16 này. Và cây số 17 này. Đấy, cây số 18 này. Cây số 19 này. Cây số 20 này. Đó 20 cây nha mọi người, 2 cây 20 cây quế trắng đấy. Rất là nhiều. Đấy mọi người về ghép vào lũa lại này kia mà sao nó ra bám hết vào rồi nhiều ngọn đấy mọi người. 21 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 22, 18 tháng 8 nha mọi người. 100.000 cho 15 cây. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên này. Cây lớn nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy, này mọi người về ghép cái này kia thì nó sẽ lên những cây mới đẹp như thế này thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Rồi tiếp theo là cây số 8 này. Đấy, này trắng xanh nha mọi người. Đấy. Cây số 9 này. Cây số 10 này. Đấy.
Phiên số 11 này, 12 này, 13 này, đó, 14 này, rồi 15 cây nha mọi người. Cái này mẹ bông hai con luôn nha mọi người. Cây lớn vòi hoa nó sẽ lớn nha mọi người. Đó. Rồi hình mấy trắng này, hai mọi người về ghép lại thì nó sẽ lên những cái cây mới trong cái này nha mọi người. Những cái cây như thế này thì người trồng cái này cây con nó lên rất nhiều nha mọi người. Rồi hình 22 100.115 cây. Đấy. Rồi phần thanh lý nha mọi người. Đấy, phần thanh lý 233. Đấy. Nếu mắc ngọn 100.000 trên một phần, gồm rất là nhiều cây nha mọi người. Đấy, thì này bán cho mọi người về ghép. Đấy, mắc ngọn này mọi người về trồng nó lên cây mới thôi. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, này xếp cho mọi người. Đấy, mọi người lấy những cái giống như thế này là về ok nè. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, dòng xếp hết cho mọi người. Xếp nhưng mà nó thấy thôi. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, cây lớn thôi nha mọi người. Tiếp theo là cây số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Cây số 8 này. Và cây số 9 này. Đấy. Người về trồng nó hết cây con lên nha mọi người. Cây số 10 này. Đấy. Cây số 11 này. Đấy, quần hoa rất là to nha mọi người. Rồi cây số 12 này. Đấy, người về trồng nó lên cây con. Đấy. 13 này. Đấy. Rồi 14 này. 15 này, 16 này, 16 này, 17 này, 18 này, đấy, và hoa nắp dài nha mọi người, người về trồng mất lên cái con này, đấy, 19 này, 20 này, 21 này, đấy, mất lên cái con như thế này nha mọi người, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26 này, đó, nứt cây con như thế này, đó, 27 này, đó, nứt cây con như thế này, này, 28 này, đó, rồi 28, 29 cây gì đó nha mọi người, còn là cây lớn lắm nha mọi người, nãy mọi người về trồng này kia thì nó nứt lên cây con, đấy, rất là nhiều, đó là quý trắng tháng 8 nha mọi người. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người được thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Và đóng giá phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi. Rồi cô chú anh chị mà có nhu cầu mua lan mà có dùng mà thử cho gia đình này thì em sẽ tặng kèm đấy, em không có lấy tiền nha mọi người đấy. Thì còn có chú anh chị về dùng thử được ok thì có tác dụng này kia thì mọi người muốn ủng hộ em với. Rồi nào có chú có anh chị mà có nhu cầu mua lẻ thì mọi người mua cái 100g 20k này đấy, gói 200g thì 40k này, gói 500g thì 100k đấy. Rồi mọi người về uống nha mọi người đấy. Rồi cây em này cũng này cũng khuyên mọi người nên dùng, nó rất có rất nhiều tác dụng nha mọi người, nên chứ không phải một tác dụng ấy nữa không, nên mọi người dùng rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Cây chè dây rừng này một trong những cái cây Bắc Nam rất là đặc biệt nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh Reno suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Và một lần nữa đây mai xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay nhớ nhành lan về trong ngoài sưu tầm. Em mai xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em mai xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.